năm, trên dãy núi Phượng Hoàng thuộc bên bờ tả dòng sông Cầu, thuộc địa phận thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ngày nay, mọc lên một ngôi chùa có tên là Bổ Đà. Chùa Bổ Đà có tên chữ là Tứ Ân Tự, chùa còn có tên gọi dân gian là Chùa Bổ. Chùa Bổ hiện còn nguyên bản nét kiến trúc truyền thống Việt cổ. Chùa có kiến trúc độc đáo và khác biệt so với các ngôi chùa khác ở miền Bắc Việt Nam. Chùa còn là trung tâm Phật giáo lớn của nước ta, của phái Lâm Tế, một trong 4 dòng tu lớn nhất Việt Nam. Điểm ấn tượng lớn nhất ở ngôi chùa này đó là vườn tháp cổ, có tuổi đời hàng trăm năm với hàng trăm ngôi tháp chứa đựng hàng nghìn hộp xá lị, cốt nhục của các bậc chân tu thuộc phái Lâm Tế tụ hội về đây khi đạt tới một cảnh giới nhất định nào đó. Vườn tháp này chia làm hai khu vực riêng biệt để phân biệt giữa tăng và ni. Những ngôi tháp nào chỉ có chóp nhọn, đó là tăng, còn có đài sen, đó là ni. Vườn tháp Chùa Bổ Đà hiện nay là có 114 cây, chia ra làm hai vườn. Vườn bên trên, ở trên đầu có bình cam nộ và hoa sen là của Sư Tăng. Đấy, bên dưới thì có nụ sen và cái đấu là của Sư Ni. Ngôi nào táng nhiều nhất là 26 cụ, ngôi ít nhất là 4 cụ. Trong vườn tháp này thì nó có cả gạch của thời nhà Lý, thì cũng có thể là nó có từ thời nhà Lý gần 800 năm nay, chứ không hẳn là độc gạch của thời Lê. Cái này tôi đang đề nghị con cháu của cụ, tức là in các văn bia và cầm gia phả bằng chữ Hán, tức là của xuống Hải Phòng tìm để mang về đây tôi tra cứu xem nó trùng hợp vào đoạn nào của gia phả Chùa Bổ Đà thì mới xác minh được là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm nằm ở vườn tháp Chùa Bổ Đà. Đặc biệt, theo lời kể của trụ trì Chùa Bổ, Đại Đức Thích Tục Vinh, thì nhà chùa đang nhờ người xác minh xem vườn tháp này hiện có đang lưu giữ cốt của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hay không. Hội chùa hàng năm tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng 2 âm lịch, thu hút hàng vạn du khách thập phương về chùa lễ Phật cầu mong an lạc thái bình. Đây còn là dịp để những liền anh, liền chị của các làng quan họ trong vùng gặp gỡ, giao duyên trong những bộ trang phục truyền thống với những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đằm thắm, thấm đượm hồn quê của vùng Kinh Bắc xưa kia. Trải qua nhiều thế kỷ, đến nay Chùa Bổ vẫn là nơi tàng lưu của một kho tàng di sản văn hóa quý giá của cộng đồng, bao gồm hệ thống tượng thờ theo quy chuẩn hệ thống tượng chùa miền Bắc, hệ thống văn bia, chuông đồng, hoành phi câu đối, đồ thờ. Đặc biệt là kho mộc bản của Chùa Bổ Đà và những thư tịch khác do các vị thiền sư phái Lâm Tế tổ chức san khắc ở thời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng 1740-1786 và nhiều đời cao tăng sau này. Chùa Bổ xưa đã san khắc được 84 bộ kinh, ngoài ra còn có các sách bùa, chú, giới luật, vân vân. Mộc bản Bổ Đà đã từng được di chuyển đến nhiều nơi để in kinh, sách phục vụ việc hoằng dương Phật Pháp của thiền phái, trong đó bao gồm cả kinh đô Huế và nhiều tỉnh thành. Mộc bản Bổ Đà đã được tổ chức Quốc Kinh xác lập là mộc bản kinh Phật khắc tên gỗ thị cổ nhất thế giới. Mộc bản Bổ Đà đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt thu hút được sự quan tâm của hàng ngàn nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Chùa Bổ đến nay còn lưu giữ được gần 2.000 ván mộc bản với khoảng trên 7.000 trang, gồm các kinh điển Đại Thừa, từ văn bản Hán Kinh Phật đến các văn bản chữ Nôm. Năm 2018, mộc bản Bổ Đà đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Điều đó khẳng định vai trò và giá trị đặc sắc của hệ thống mộc bản, có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ với Chùa Bổ mà còn là niềm vinh dự tự hào của mỗi người dân địa phương.